Tại sao mà tạo hóa lại có thể điêu khắc ra một con người mà nó đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tài năng tất cả mọi thứ. Trời ơi, đứng in cũng như tạo dáng đẹp như nhau hết vậy đó. Trời ơi ông trời ơi. Có mấy cái đầm sao hoài không giao ta. Hey. Ủa cô chủ, làm gì mà sáng giờ có cái bàn mà lâu không xong là sao vậy đơ? Đơ Alexander. À dạ anh Alexander. Ừ, nói đơ không nó đơ lắm. Tại em nghe lời cô chủ mà, mình làm gì là cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận, cho nên là em lau bàn cũng phải thật cẩn thận. Thôi bớt xạo sự đi, mơ mộng cái gì thì có, mơ gì vậy? Đúng là không gì giấu khỏi cô chủ được. Hôm nay tiện cô chủ có hỏi thì em cũng tâm sự với cô chủ là em đang có ước mơ và đang mơ mộng một thứ. Nhưng thứ này nó rất là thực tế, nó bám sát với lại những gì em đang có. Mơ gì? Dạ em mơ làm người mẫu. Người mẫu? Cô chủ thấy đi, một người như em không làm người mẫu thì làm cái gì khác được. Cái giấc mơ của em nó cũng đa dạng quá ha. Lần trước em mơ làm diễn viên, thì em làm cháy cái nồi thịt kho của chị. À, sau đó thì em mơ làm ca sĩ, thì em làm bể cái bình bông, và bây giờ em mơ làm người mẫu. À, hôm nay tính phá gì nữa đây? Cô chủ buồn cười thật đó, nãy giờ đã có cái gì đổ bể đâu, cô chủ cứ nói xấu em không à? Ê, mùi gì ở đâu? Mùi như mùi quần áo cháy ta. Trời ơi, em hủy đồ hả? Ôi thôi chết rồi, nãy hủy đồ quên tắt. Trời ơi, ôi dở dở. Gì? Cái mùi gì khét lẹt vậy? Trời ơi, chồng đang làm móng bên nhà 18 thì nghe khét nó chạy về nè. Chồng bình tĩnh đi, có cái gì đâu bất ngờ. Đơ nhà mình hôm nay mơ làm người mẫu, cho nên là ủi cháy đồ chuyện bình thường mà. Ông Alexander nhà mình mơ làm người mẫu hả? Ừ. Trời ơi, chán quá. Trời. Chồng à, anh nói chuyện lại với đơ đi á. Chứ hả, em thấy tình hình này không ổn đâu. Cứ lơ đãng hoài, không có chú tâm làm việc. Ôi, chết, sao chết. Được cái đà này mà bà không chú tâm một cái là bà đốt luôn cái chung cư của mình ở, cháy luôn nhà bà Tám chỗ lòng mắng là chết. Mệt chồng ghê. Để chồng nói chuyện với nó. Đơ ơi đơ. Dạ. Mày đốt nhà cái gì vậy? May quá, nó mới thủng một lỗ nhỏ tí à. Này xử lý được. Lỗ này tí xíu. Đấy đúng rồi. Như cái cổ áo luôn. Trời đất ơi. Anh lại em không có đơ Alexander. Nó nghe nè. Thì để em tính là giờ sao mà để đền bù cho anh. Thì em lấy một cái áo mới của anh, em cắt cái vải ra giống cái vải này thì em là em vậy thành lại. Vậy thành ra hư hai cái áo. Thôi dẹp luôn đi. Bây giờ nói nghe nè. Dạ có chuyện gì vậy anh? Anh nghe đồn là em muốn làm người mẫu hả đơ? À cảm ơn anh chị đã hỏi để em trả lời ạ. Thật sự thì tạo hóa đã cho em một cái dáng người nó đẹp như thế này. Bởi vậy em quyết định em sẽ làm người mẫu. Đại diện những cái thương hiệu như là LV, như là Gucci và Leo. Treo vì. Treo vì là cái gì? Treo vì là cái gì? Treo à, Chanel má ơi. Cũng hai cái ngoắc của nhau đấy. Ngoắc nhược của nhau. Chanel đó trời ơi. Chanel. Chanel. Anh nghĩ là em nên thực tế chút xíu đi đơ. Ừ, tỉnh táo lên nha em. Cái thời đại của mình bây giờ rất là nhiều cám dỗ, hiểu không? Và em sở hữu một cái nét đẹp, không phải là nét đẹp. Em sở hữu một cái nét mà nó bị độc á, mà không phải độc đáo đâu, thì đúng. Độc, bây giờ người ta cần không phải độc đáo, không phải độc đáo, độc hại. Đúng rồi, độc hại đó. Cho nên là em bớt ảo tưởng đi, em đừng có mơ mộng nữa. Có một sự đố kỵ, ghen tị ở đây. Anh nói như vậy bởi vì anh không muốn em thành công đúng không? Anh không tin tưởng vào khả năng của em. Em nói cho anh chị biết, em đã đăng ký vào cuộc thi Nam Vương gương mặt đại diện rồi. Hả? Cuộc thi Nam Vương gương mặt đại diện. Đúng. Anh chị cứ chờ đó. Chắc chắn sẽ có một ngày người ta phát hiện, người ta tận dụng, người ta nhìn thấy cái vẻ đẹp độc của em. Và lúc đó em sẽ trở thành người nổi tiếng. Alo.
ở chỗ này phải bất động sản không nhỉ? Mà anh cần một cái villa. Ờ vì cái gì đấy, vì villa gì đấy, biệt thự đấy, biệt thự nhà vườn. Nhưng mà vườn phải nằm trong nhà nhá. Cứ yên tâm anh cọc, mai anh chuyển cọc liền. Alo, có phải bên mình là hãng siêu xe không ta? đúng rồi, anh muốn mua một cái siêu xe ba cửa mà có then cài nhá, ba bánh kiểu như dạng người nổi tiếng hay đi ấy, nhưng mà anh thích nổi hơn, bởi vì là anh là còn sắp tới anh cũng nổi tiếng rồi nha, làm gấp cho anh, lưu số anh lại nhá. ok em rồi. Sợ con bé ổn không cưng? Bé em ổn không? Chết rồi, cười luôn rồi chồng. Nhìn nó là không ổn rồi giờ. Em đã đạt giải Nam Vương và trở thành gương mặt đại diện cho thẩm mỹ viện Baby Angel. Angel là cái gì chồng? GLE đó. Angel. Trời ơi. Angel. Vậy thì đơ Alexander. Alexander Nam Vương Baby Angel. Ok. Alexander Baby Nam Vương Angel. Vậy thì không biết quý ông đây có làm ô sinh cho chị nữa không ha? Chị nói cái gì đấy? Tại sao mà chị có thể phọt ra câu nói như thế chứ? Em bây giờ là ai? Là Nam Vương, là gương mặt đại diện cho một thẩm mỹ viện. Biết sao mà làm em ô sinh nữa hả? Vậy là bây giờ em tính nghỉ việc luôn á hả? Hả đơ? Anh chị tiếc nuối lắm đúng không? Làm sao mà không tiếc được? Nhưng mà bây giờ em biết làm sao đây? Bây giờ người mẫu đã chọn em rồi. Dù anh chị có năn nỉ, em cũng không bao giờ ở lại làm nữa đâu. Em chắc chắn chưa? Em chắc 100% chị ạ. Nhưng mà thật sự khi em nói câu không ở lại làm nữa, em cũng suy nghĩ nhiều lắm, bởi vì là tình nghĩa anh chị cũng cho em, cũng nuôi em ở đây. Nhưng không, em phải có con đường, em phải có tương lai của em. Nhưng mà một ngày nào đó rảnh, em vẫn có thể về đây phụ chị nấu ăn lâu. Nhưng mà phải đặt lịch trước cho trợ lý của em. Phải trên 3 tháng em mới có thể sắp xếp được. Chị hiểu. Bây giờ em chắc chắn như vậy thì anh chị cũng không có cách gì để mà níu giữ em. Nhưng mà bây giờ chị sẽ cho em xem cái này. Em cảm ơn chị. Đây em. Trời ơi, sao em mới thi mà người ta đã in hình em ra đây luôn rồi hả? Khoan, em dụi mắt em nhìn kỹ lại giùm anh. Nhìn kỹ vô. Đi nè, hình em nè. Before and after. Là cái gì? Là cái hình của em là cái phần trước á, là cái phần thấy ghê vậy đó. Cái phần thấy ghê đó. Là em là trước còn đây là sau hả? Đúng rồi. Có thế là em là đại diện cho cái xấu đấy hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Thì chị cũng thông báo cái này cho em biết luôn. Cái mà thẩm mỹ viện Angel của em nói á. Biết của ai không? Angel. Biết của ai không? Của bà Sáu Đầu Hẻm mình nè. Là cái tiệm làm móng cấp 4 hả? Đúng rồi. Tiệm nail đó cưng. Trời ơi. Nhưng mà giờ tiếc ghê. Bây giờ người ta là một cái Nam Vương nổi tiếng nữa. Nghèo hèn như vợ chồng mình. Anh chị ơi, chắc là để mà tuyển một người giúp việc phải có sự tin tưởng. Những lúc mình vắng nhà người ta ở một mình, liệu cái nhà mình còn đồ hay không? Đó, cái tính chất của một cái người mà ngôi sao họ. Mà em này làm được những điều đó. Không, đâu, em đâu có được. Bây giờ em nổi em tiếng là rồi, hiểu không, Alexander? Em đã phải trong villa, đúng em rồi. Phải đi siêu xe. Em xin anh chị, em chốt dại, em thôi, anh chị có gì từ từ nói lên em, từ nói. Em quay về cái villa. Bình tĩnh, anh chị bình tĩnh, em làm được mà. Không có được, không có thể làm cho anh chị được, em đã nổi tiếng quá rồi. Em phải là ngôi sao. Em chìm lắm, em phải là cao rồi, em là cao rồi. Con đường em sẽ rất là sáng lạng đúng không chồng? Nè, chị dặn nè, hôm nay là cái ngày quan trọng, em nhớ giữ cái mồm cái miệng lại, nghe không?
Rồi sao trời? Đi đi vô đây với chị nè. Đi đâu? Đi vô đây khách sạn. Cái gì vậy cô? Trời cái gì vậy chị? Chị đi ký hợp đồng. Nè 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 nè. Cô nghĩ cái gì trong đầu đó hả? Hả? Cô làm cho nhà tôi bao nhiêu năm rồi, cô không biết nhà tôi có nhiều tiền hả? Bây giờ có đi vô không? Hay là muốn đuổi việc? Dạ thôi chị vô đi. Khách sạn em không dám vô. Không vô thì đứng ngoài đây đợi tôi. Đâu. Cái đầu bớt nghĩ bậy đi nghe chưa? Lâu không? Lâu không? Xíu à, 15 phút. Trời lẹ vậy. Đây nha, chết với tôi á. Nhanh nhanh nha chị ơi. Ồ, yeah. Đeo khách sạn. Hôm nay hẹn trong khách sạn nữa, ghê thiệt chứ. Trời, vụ tôi vô khách sạn hả? À? Tôi đâu có dễ dãi. Anh ơi, nói đổi vậy. Gì vậy? Gì vậy? Gì? Anh làm gì vậy? Anh làm cái đít tôi vậy? Anh sầm sỡ tôi phải không? Sầm sỡ gì trời? Anh sầm sỡ tôi đó. Sầm sỡ nào? Mới sầm sỡ tôi. Tôi đang lau xe, tôi thấy đâu? Đưa 200 ngàn đi. Tiền gì? Thấy đọc trên báo được sầm sỡ được 200. Tao lau vừa thôi. Ủa nè nè nè, đứng kế cái xe tôi, đứng xa xíu xíu. Ủa xe anh à? Xe tôi với xe ai? Giữa giữa vô chày không có tiền đền đâu. Xe này nhiêu dữ vậy? Xin lỗi nha, mấy trăm triệu đó, lên cả tỷ đó. Thiệt á, lính này kêu nó lao xe mà nó bỏ nó đi đâu để nó quăng việc kỳ này chắc đuổi việc đó. Nè né 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 ra em, để chạy xe em có tiền em đền không? Trời, mấy trăm triệu, mấy trăm triệu là nhiều. Nhìn cái ăn mặc là biết rồi, ơi chứ quê mới lên phải không? Dạ đâu có trời. À. Cái gì đấy, đứng đây. Sao? Anh là gì? Ôi mấy cái này thì anh cũng không lạ. Tại vì gái mà gặp anh cái làm quen với anh á thì nhiều lắm, đầy, hiểu không? Anh giới thiệu với em, anh là anh tên Tuấn. Nhà anh tập đoàn. Ba má anh chủ tập đoàn Golden Boodle. Tập đàn chó hả anh? Thôi được à. Quen hôm nay về buồn buồn chơi với chó cũng vui. Em là em gái tên gì ạ? Em tên Thắm ạ. Trời, nghe tên là thấy dưới quê mới lên. Thắm ở dưới quê mới lên. Trời ơi, đừng khi dễ tôi nha. Đừng có nhìn mặt bắt hình dong nha. Nè anh coi đi, dưới quê mà mua được đống đồ vậy hả? Xin lỗi anh, đồ hiệu hết đó nha. Dưới quê không? Dưới quê không? Trời ơi, đừng nghĩ tôi nhà nghèo không có tiền nha, xin lỗi anh nè. Anh nói vậy, đây là cũng là tiểu thư hả? Chứ sao, trời ơi, tôi phải giả dạng vậy chứ, lỡ ra đường giàu quá, người ta hả, lừa gạt tôi sao? Trời ơi. Ngon à. Kỳ này mà ráng mà vớt được nhỏ này cái kẹo thơm, kẹo thơm. Ủa mà, tiểu thư đi đi mua sắm rồi sao không kêu người phụ rồi nó khiêng xách đồ cho đi chứ cho cực. Mấy lính tôi cho nó ngồi ngoài rồi anh ơi. Tôi vô đây tôi ký hợp đồng với khách, tôi hẹn khách trong này. Vô bánh. Hợp đồng lớn là phải hẹn ở chỗ kín đáo thôi anh. Dạ đúng rồi. Ừ. Trời ơi, anh cũng từng nghe mấy cái hợp đồng lớn là mình phải ký mấy cái khách sạn lớn lớn vậy nè. Chứ sao nữa trời. Không biết là tiểu thư cái quý danh của mình là gì Thắm để mình xưng hô cho nó lịch sự ha. Thực chất ra là tên tôi không có phải là chỉ có một tên chữ Thắm xong đâu. Tên tôi rất là sang trọng quý phái. À. Tên tôi hả, là anh đọc như một cái là anh nhớ mãi muôn đời. À, có cái tên có sang, giống như bây giờ có nhiều người cái tên là nó phải gắn với chữ tiếng Anh ví dụ. Đó, ý tôi đang nói là như vậy. Ủa? Anh có nghe là Angela Phương Trinh không? Đó, Angela Phương Trinh rất là nổi tiếng. Thấy giờ đúng không? Đúng không? Tôi cũng như vậy, tôi là tên Thắm. Angela Thắm? Không anh. Angela là bình thường. Tôi là cốt máp Thắm. Gì? Cốt máp Thắm. Cốt máp là siêu thị á hả? Biết ba má tôi là ai không? Ba má tôi là trong cái tập đoàn cốt máp đó. À trời đất ơi, nói vậy nhà tiểu thư là tập đoàn lớn vậy luôn hả? Tập đoàn siêu thị đó. Xin lỗi tiểu thư, nãy giờ coi như là không có biết Thái Sơn. Thôi
giờ ba má tôi dạy tôi rồi, ra đường phải khiêm tốn thật thà, lỡ thấy mình giàu quá người ta lừa gạt mình. Thấy không, thí dụ giờ anh nghĩ coi, thí dụ người ta thấy tôi mặc đồ đẹp quá, đi xe sang trọng quá, người ta lừa gạt tôi thì sao? Tôi đâu có tìm được tình yêu đích thật của mình. Đúng, đúng, gia đình của em dạy như vậy là quá đúng. Gia đình anh cũng dạy như vậy. Vâng. Ba má anh dạy coi như là ra đường á, anh không có được khoe khoang. Khoe khoang nổ là xấu lắm, tính nó xấu lắm. Đúng rồi. Em biết không, có xe hơi mà chiếc nè, cả chục chiếc ở nhà mà má anh không có cho chạy, bắt anh phải chạy mấy cái xe xe máy rẻ tiền. Thấy không, để chi, để người ta không có lợi dụng gia đình mình. Trời ơi, chứ gì nữa, trời ơi, nhà tôi cũng xe nhiều lắm chứ bộ tôi đâu có chạy đâu. Má tôi kêu tôi chạy xe đạp điện hoài à. Hả? À, chạy xe đạp điện thôi à. Cho nó mát mẻ. Tiểu thư con gái nhà ai à, bây giờ có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện mấy mốt có gì liên lạc rồi cái tôi lấy chiếc xe rẻ tiền nhà tôi chở em đi chơi làm quen nhau được không? Thiệt sự nếu mà tôi đã tìm được một tình yêu đích thực rồi, có đi xe gì tôi cũng đi với anh hết, không cần xe mắc xe rẻ gì đâu. Nhưng mà nhà anh có nhiều xe đúng không, đi được hết. À được, nhưng mà thường thì ba mẹ anh bắt anh đi xe rẻ tiền thôi à. Cũng không sao nữa, tôi đi xe rẻ tiền, tôi đi xe đạp điện hoài, không sao đâu. Vậy đi ha, cho anh xin số điện thoại nha. Tôi không. Tuấn. Dạ. Cậu bảo mày đứng lâu cái lốp xe mà mày đứng lói phép cái gì thế? Mở cửa xe cho cậu vào nhanh lên. Ôi dồi ôi, cái xe gì mà nó ngột ngạt thế? Mày làm tài xế kiểu gì mà không biết bật cái máy lạnh cho nó mát cái yên để cậu ngồi à? Dạ, muốn bị đuổi việc à? Dạ cậu vô đi con. Tướng tập đoàn bớt đồ. Thật ra là Tuất tập đoàn chó. Thắm. Điện thoại đâu mà sao nãy giờ gọi không được hả? Ô xin gì mà nhờ không bao giờ được hết á. Chứ sao cưng à? Ủa chị mới nói đây là gì? Ô xin ở nhà tên căn mật ô xin của bác ô xin. Thôi đi cô, đi ra đường cái tật nổ không chịu bỏ à. Đi về nhanh lên. Bấm số điện thoại. Bấm số điện thoại không? Tôi tưởng gì đó hay ho. Trời, tôi nổ 1. Bà nổ 10 luôn đó bà. 49 gặp 50 thôi. Thứ gì? Nổ một cô bác. Tên thì ghét cô bác. Thế bây giờ tao hỏi mày có về không? Dạ. Cái mốt đổi từ Diamond